trong tổng số 100 hợp tác xã vừa được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tôn vinh và trao giải ngôi sao hợp tác xã năm 2024. Tỉnh Vĩnh Phúc có hai đơn vị được tặng danh hiệu này là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhân lý, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên và Hợp tác xã Vận điệu xây dựng tuổi trẻ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Để đạt được danh hiệu ngôi sao hợp tác xã năm 2024, các đơn vị phải đạt nhiều tiêu chí như đối với lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị phải đạt doanh thu từ 1,5 tỷ đồng một năm Lợi nhuận sau thuế 100 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng một người lao động một tháng. Đối với hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phải đạt tối thiểu doanh thu 5 tỷ đồng một năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Những nỗ lực của hai hợp tác xã trong lao động sản xuất giúp lan tỏa mạnh mẽ hình mẫu hợp tác xã tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước, khơi dậy khát vọng của hợp tác xã, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.